Bộ Giao thông Vận tải cho biết đã phê duyệt các trạm dừng nghỉ trên tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông từ Lạng Sơn đến Cà Mau với tổng số 36 trạm. Bộ cũng đã ban hành thông tư về sửa đổi quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trạm dừng nghỉ đường bộ. Đây cũng là nội dung trong báo cáo của Bộ Giao thông Vận tải gửi Quốc hội về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về hoạt động chất vấn và giám sát chuyên đề cũng theo Bộ Giao thông Vận tải, trong thời gian chờ các trạm dừng nghỉ hoàn thiện công tác đầu tư đưa vào khai thác, Bộ Giao thông Vận tải đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị triển khai tổ chức 8 điểm dừng nghỉ tạm dọc tuyến đường cao tốc Bắc Nam phía Đông chưa có trạm dừng nghỉ.